ông trùm poster phim quảng cáo nó lá bằng tiền đó mình trước giờ được cái giả tới rạp con thì cái poster phim nó cũng là một cái thành công rồi và request của khách hàng thì nếu mà họ đưa ra một cái idea mà sáng tạo hay ho luôn thì là phải hỏi đâu phần của mình cái reference nó chỉ là cái cái công cụ cái tool để mình diễn đạt thôi đã gọi là muốn sao y bản trắng thì cũng có cần reference cũng có thể sao y được xin gửi lời chào đến tất cả các bạn đang theo dõi uh, chuỗi trò chuyện creative untold story uh, trong ngày hôm nay thì uh, Long có mời đến một cái nhân vật mà uh, anh ấy thì là một cái người làm trong lĩnh vực tiếp thị truyền thông sáng tạo uh, gần 15 năm uh, một cái người rất là dày dạng kinh nghiệm thì bây giờ xin mời anh uh, Hiếu có thể gửi lời chào đến khán giả hello uh, Advertising việt nam cũng như là các uh... Khán giả của chương trình, à, mình là Hiếu Võ. Hiện tại thì mình là Creative Director của Vistai, Square Group, một agency về communication. Cũng như là mình có một số cái hoạt động bên ngoài ở trong cái lĩnh vực phim ảnh cũng như một số cái lĩnh vực về creative khác. Dạ, à, thật ra là em có biết anh Hiếu trước đó mà hôm nay thì mới gặp mặt trực tiếp. Và cũng biết là trong cái sự nghiệp sáng tạo của anh đó, thì đầu tiên là cái, em nghĩ nó giống như một cái bước ngoặt đó là lúc anh là quán quân của hạng mục quảng cáo trong cái Việt Nam Young Lion năm 2011 thì có phải là cái đó là cái uh, bước ngoặt đầu tiên để anh bước chân vào cái ngành sáng tạo không ạ? À, kể ra anh mà nói thì uh, cái uh, cuộc thi đó nó cũng là một cái uh, bước ngoặt cũng như là điểm nhấn trong cái hành trình làm uh, quảng cáo sáng tạo của mình uh, ngày xưa thì uh, khởi điểm thì mình làm cho rất là nhiều cái công ty uh, mà nó cần cái vị trí về quảng cáo sáng tạo ví dụ như là làm quảng cáo sáng tạo cho, sáng tạo cho truyền hình, cho sự kiện nhưng mà sau đó thì mình cũng có tìm hiểu và tham gia vô một số cái agency thì có cái cơ hội để va chạm và tham gia cuộc thi Việt Nam Young Lion năm 2011 và cũng mười mấy năm trước rồi yeah. thì lần đó là lần tham gia thứ hai thì mình mới đạt giải nhất và đi đại diện Việt Nam đi can thi liên quan can Lion dạ, cái chuyển biến về sự nghiệp của anh lúc đó nó như thế nào trong cái sáng tạo anh cũng có quan sát cái cuộc thi đó một một số năm tất nhiên là mình tham gia cuộc thi thì mình cũng coi là cuộc thi này nó là cuộc thi như thế nào và ai đã từng tham gia cuộc thi này trước đây rồi, dạ. thì cũng có một số anh chị tham gia cuộc thi này và trở nên rất là nổi tiếng em cũng có chắc là em cũng biết dạ. à, nên là mình cũng tham gia với cái mong muốn đó là lúc mà mình đạt được cái giải mà mình đi thi ở bên canh quay về mình cũng nghĩ là mình sẽ sải bước vào đại lộ danh vọng cũng như các anh chị nhưng mà thật ra là mỗi người có một con đường khác nhau nên là con đường của anh nó cũng khác luôn nên là thật ra là gọi là vỡ mộng thì cũng không đúng nhưng mà dùng từ đó cho mọi người dễ hình dung có nghĩa là lúc đó mình nghĩ là mình cũng sẽ trở nên hot hơn lộng lộn hơn tất nhiên là cái 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 thành công đó cái thành tựu đó nó cũng là một cái một cái support rất là lớn trong cái sự nghiệp của anh nhưng mà nó không có thay đổi significant như vậy ừ. chứ không phải là một đêm thành ngôi sao xong mà trở thành uh, một bạn creative được các công ty quảng cáo xanh đó thì không phải ừ. mình cũng gọi là chật vật trong nghề để khẳng định bản thân tiếp tục giống như là em nói thật ra là uh, cho tới bây giờ thì anh chưa nghĩ là cái giai đoạn nào mà anh gọi là giai đoạn khẳng định bản thân hết chủ yếu là cái giai đoạn đó mình À, làm nghề mình sống với cái đam mê và cũng như đó là cái thế mạnh lớn nhất của mình. Dạ. Như thế nào mà mình cảm thấy hài lòng đối với cái giai đoạn đó là được rồi. Ừ. Nhưng mà đó là cái 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 thời điểm đó nó nó xảy ra như vậy và ừ. mình cảm thấy mình cần phải làm như vậy trong cái thời thời điểm đó. Dạ. Dạ, vậy bây giờ nếu mà để tóm tắt lại cái con đường sự nghiệp của anh trong vòng gần 15 năm thì anh có thể tóm tắt một cách ngắn gọn cho ừ. khán thính giả để có thể hình dung được các nấc thang công việc mà anh đã trải qua mà à, nếu mà tóm tắt thì anh anh tóm tắt cái con đường sự nghiệp của anh nó là một con đường sự nghiệp khá là à, đầy cái tính uh, ngẫu nhiên và có sự may mắn trong đó nói chung là anh không có được uh, lúc mà anh không phải là được như các bạn trẻ bây giờ tại vì anh thấy các bạn trẻ bây giờ may mắn và đầy đủ những cái yếu tố để có thể bước vô nghề cũng như là làm nghề một cách nó rõ ràng hơn là cái thời của anh ngày xưa là mong muội quá mình đi học ra mình cũng đâu biết mình làm gì dù như mấy bạn mà học marketing ra thì hoặc là giống như anh học mỹ thuật ra thì cũng quá nhiều sự lựa chọn để làm yeah. uh, quá, quá nhiều thứ để, cần để làm mà lúc đó càng nhiều thì mình lại càng hoang mang là mình không biết mình làm cái gì lúc mà còn đi học anh nghĩ là ngày xưa sau này anh ra làm kiểu các bản hiệu quảng cáo hợp đèn chắc cũng được rồi kiểu như công việc đó nó cũng cần tính thẩm mỹ mỹ thuật rồi hoặc là đi vẽ tranh hay là đi sáng tác cái các thứ thì thì cũng là một cái việc mà các bạn làm học mỹ thuật ra có thể làm nhưng mà thì cũng dòng đời xô đẩy thôi thì thì cái cái công việc nó tới mà mình chấp nhận Yeah. và những cái thử thách nó đến và mình dám đối đầu với thử thách và mình thành công thì nếu mà không có cái thử thách đó thì không có anh bây giờ thì anh cảm thấy con đường sự nghiệp của anh nó khá là uh, ngẫu nhiên nói chung là mọi thứ nó đến uh, mình không có đi tìm anh không có đi tìm và yeah. uh, anh không có đi kiểu quyết tâm là tôi phải làm creative, tôi phải làm designer tôi phải làm ad trong advertising agency yeah. đó thì nó, nó khá là ngẫu nhiên Có một điều mà các bạn khán thính giả của Advertising Việt Nam có thể là chưa biết à, Ngoài công việc là CD, là Creative Director uh, của agency Thì anh Hiếu cũng được biết đến là ông trùng poster phim Thì khi mà anh nói về cái tính ngẫu nhiên trong cái sự nghiệp của anh đó, Thì cái sự ngẫu nhiên nào đã dẫn anh tới cái việc là anh uh, trở thành ông trùng poster phim ạ? Ừ À, chắc mình nói đính chính một chút về cái danh xưng này danh xưng này nó hơi nghe nó hơi đau đầu búa lớn, thật ra là đây là một cái tiết của một cái bài báo mà nó dạ. và một bên một bên báo họ đã phong cho mình một cái tiết của một bài báo. À, thật ra mà nói thì cái lĩnh vực gọi là kia ạt cho cho phim điện ảnh thì nó cũng còn khá là mới ở Việt Nam, nó chỉ gọi là à, trỗi dậy khi mà cái nền điện ảnh Việt Nam nó trở nên sôi động hơn một số năm gần đây cái sản phẩm thường là ví dụ như mình làm cho cho quảng cáo sáng tạo thì sản phẩm nó có thể là chai dầu gội đầu có thể là bịch bột giặt có thể là à, một cái sản phẩm dược hay là xe hơi các thứ nhưng mà khi mà mình đến tới phim điện ảnh thì thì sản phẩm của nó là một bộ phim nó là một câu chuyện nó là nhân vật trong đó thì để để mình có thể làm tốt cái việc mới thì thì cái việc đầu tiên mình làm là mình có thể mình phải tìm hiểu cái sản phẩm của mình còn sản phẩm nó nó có cái gì khác biệt, có những cái tính đặc trưng nào, có cái gì đó hay ho, có cái gì khó uh, ở một số những cái bộ phim hoặc là uh, một số những cái dự án mà nó challenging hơn, cái câu chuyện nó phức tạp hơn, cái câu chuyện nó khó để hơn, câu chuyện nó giống những bộ phim trên thị trường hơn. Ừ. Thì nó cần cái người làm marketing cũng như cái người làm creative phải point out ra được cái gì là cái cái cái, cái unison point của cái này. Cái ừ. gì là sẽ là cái điểm trì để người ta coi và người ta dừng lại người ta quyết định coi phim. Ừ thậm chí ngày xưa tụi anh có những cái đề nó rất là khó mà à, đứng tìm một cái góc cạnh nào đó thì mình cũng phải bán được bộ phim đúng không có nghĩa là ngày xưa anh hay có mấy người làm ngoài ngành nói là quảng cáo nó lắm ăn tiền đó thì ừ. những cái người mà đi coi phim người ta cũng chửi những đứa làm boxer phim là marketing sì. phim giống vậy. Dạ. nếu mà bộ ừ. phim nó không có gọi là thỏa mãn được họ hoặc là họ không thấy bộ phim đó hay ừ. thì thì vô hình chung uh, có phải là giống như là cái ekip marketing cũng như là cái cái đội ngũ làm phim lừa khán giả nên đến rạp coi thì ở một góc cạnh nào đó thì gọi là mình trigger được khán giả tới rạp coi vì cái poster phim hoặc là vì một cái material nào đó của phim nó cũng là một cái thành công rồi. Ừ. À, ở trên ở, ở trên thị trường phim ảnh nước ngoài mọi người cảm cả, mọi người cũng có thể search mà thấy người ta làm rất là nhiều thứ. À, để người ta PR, người ta làm marketing cho phim, người ta ừ. sẵn sàng làm nguyên một cái stun hiệu cũ là đi ra quán cà phê xong rồi có con ma bay, được ừ. cái bay kia đó để người ta quảng cáo cho một cái bộ phim horror ừ. nào đó, một cái góc cạnh nào đó thì anh muốn gọi là làm cho cái quá trình làm PR và marketing cho phim đó trở nên thú vị hơn, trở nên đẹp đẽ hơn, trở nên sáng tạo hơn. Còn cái gọi là uh, bước vô uh, sâu hơn để làm cho cái phim nó hay hơn thì À, đó là một câu chuyện khác và câu chuyện đó anh cũng làm luôn. À, ừ. Ngoài 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 làm marketing cho phim thì anh, anh để làm biên kịch luôn và anh cũng tự sản xuất một cái phim riêng của anh luôn. thì hai cái kịch bản đối với anh là nó cũng là một cái thứ khá là thiếu ở thị trường Việt Nam. Như anh Hiếu vừa rồi có chia sẻ là đối với một cái poster phim thì anh cũng sẽ uh, xác định được xem là unique selling point uh, của cái phim này là gì có nghĩa là có một cái gì có thể bán được cho khán giả. Vậy thì trong một cái quy trình thông thường của làm poster phim á, thì nó sẽ đi theo những cái bước nào mà căn bản nhất? À, bình thường khi mà quy trình làm một cái, nhận một cái dự án phim điện ảnh để làm kia ạc thì bên phía nhà sản xuất hoặc là bên nhà phát hành là sĩ họ sẽ biết uh, tranh là cái phim đó là phim gì, uh, cái điểm mạnh điểm yếu của phim đó ra sao À, và cái mong muốn họ muốn làm ra những cái kỳ ạc như thế nào nói, nói năm nay là cái marketing direction của họ là họ muốn định vị cái phim này là một cái phim gọi là hài bữa nhất thị trường hiện nay hay là một cái phim drama tình ái, thù hận gì đó hay là muốn highlight những yếu tố gọi là tranh cãi thì mình coi, mình phân tích cái đề và mình coi là cái điểm mà mình có thể bám vô để mình triển khai cái ý này ra là gì Thật ra trong quá trình làm sáng tạo thì anh hay coi đọc rất là kỹ cái brief và nghĩ rất là nhiều về cái brief và coi nó có cái điểm gì sáng có cái gì khác biệt, có cái gì mà mình có thể uh, mình mình pick nó ra và mình mở nó ra nhiều hơn, yeah. uh, nó hoàn toàn có thể trở thành một cái concept nếu mình connect nó lại và mình phát triển nó lên. Uh, sau khi mà những cái brief xong rồi tìm ra cái concept xong rồi mình sẽ bán cái concept. Nói chung quy trình nó cũng khá giống cái quy trình bán hàng của của advertising thôi mình sẽ lên một cái một cái đắt để mình đi bán cho khách hàng à, khách hàng này là có thể là nhà sản xuất hoặc là nhà phát hành thì họ nếu mà họ cảm thấy là cái 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 định hướng của mình nó phù hợp với cái phim của họ thì họ sẽ approve cái 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 concept đó và mình tiến hành shooting shooting thì ở uh, buổi shoot thì nó cũng nó cũng gần giống và là cái buổi shoot của advertising thôi thì mình sẽ uh, gather tất cả các diễn viên lại uh, bàn bạc về uh, trang phục cũng như là cái concept cũng như là những cái posing ở trên cái set ra sao thì mình sau khi mình chụp về thì mình lấy cái sụt hình đó mình làm việc với designer để mình yeah. cho ra cái cái first draft và mình cũng duyệt với khách hàng và chỉnh sửa cho khi nó ra được cái cuối cùng yeah. có một cái điểm mà khi mà nghe cái quy trình anh chia sẻ là xem phim nó không phải là một cái điều tiên quyết để mình có thể ra được một cái sản phẩm là kỳ ạc như anh nói đúng không ạ? Ừ, ta nó đơn giản giống như là chuyện em làm quảng cáo này đó. Dạ. Yeah. Mình nên hiểu rõ về sản phẩm của mình. À, yeah. mình có thể xài, mình nên xài, mình xài thì tốt nhưng có những sản phẩm mình đâu xài được. Ví dụ như quảng cáo bằng vệ sinh sao? Một anh CD có thể làm quảng cáo bằng vệ sinh Nhưng mà hỏi là anh xài bằng vệ sinh chưa Thì mình chưa xài nhưng dạ. mình vẫn hiểu về nó, mình vẫn hiểu tất cả các function tính năng này kia dạ. mình vẫn nói được thì đó là cái 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 nó nó vẫn tương tự với kia thôi mình nên hiểu về sản phẩm. Dạ. ừ. Thì thì cái đối với bất phim thì coi hay không coi thì nó phụ thuộc vào cái lịch trình cũng như cái quyết định của về phía khách hàng. Ừ. Nhiều khi tới lúc mình làm cái phim nó chưa xong, ừ. nó nó quay chưa xong, nó dựng chưa xong. Yeah. Dạ. À, thì mình cũng không có coi được dạ yeah. uh, khi nói về một cái kỳ ạt là một cái poster của phim á uh, theo cách nhìn chủ quan của em về thị trường phim Việt Nam á uh, mình dễ thấy rằng là cái kỳ của một cái poster nó đến từ cái dàn diễn viên uh, và lúc nào gần như là ở trong đó là bao nhiêu diễn viên nổi tiếng mà phải đưa lên trên đó hết thì nó có phải là một cái uh, kiểu sáng tạo một cái khuôn mẫu sáng tạo của cái poster phim Việt dựa trên cái trải nghiệm của anh không ạ À uh nó là cái practice của uh, của ngành mà của thị trường yeah. Yeah. Uh, ngay cả chuyện em làm advertising hoặc là em làm uh, product đi thì khi mà em có involve celebrity vô thì em bắt buộc em phải utilize cái 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 gương mặt của người ta cái cái độ phủ sóng của người ta đúng không thì cái 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 độ quan trọng của cái chuyện mà uh, diễn viên hay là celeb xuất hiện trên cái một cái ấn phẩm nó nó quan trọng tại vì nó là cái thứ đầu tiên thu hút cái ánh nhìn cũng như cái sự quan tâm của khán giả tuy nhiên thì cái đó nó anh nghĩ nó cũng là một cái nó cũng là một cái thói quen gọi Đấy là nào. hơi bị lối mòn của một số bạn làm marketing theo cái quan sát sản phẩm là những cái poster này, từ chữ anh thấy là à, mọi người đang lối mòn kiểu như là một cái poster thì phải trưng hết mặt diễn viên lên ừ. diễn viên nổi thì đứng trước diễn viên ít nổi đứng sau nên là vô tình nó highlight cái dàn diễn viên chứ nó không có highlight cái câu chuyện cũng như là cái 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 unique selling point của cái bộ phim nhưng mà nhiều khi mình cũng công nhận là nhiều khi có có những cái sản phẩm nó không có hay sao ừ. mình đầy những cái những cái brief mà những cái sản phẩm hoặc là khách hàng người ta nó là ở sản phẩm chị hai chục năm nên nó dài đúng không? Yeah, nó yeah. có cái heritage nó có cái sự tốt nhưng mà hai trăm năm nay ừ. ví dụ như một bộ phim nó cũng là một bộ phim hay đi nhưng mà nó là một bộ phim kiểu tâm lý tình cảm yêu đương bình thường không có gì giật gân không có ai giết ai ai hại ai, ai hết thì mình đâu có kiếm được cái gì để mình highlight like yeah. lên. thì lúc đó mình sẽ chọn một cái phương án gì mà nó nó gọi là gần gũi và nó uh, tinh tế thông minh nhất để mình đi vào cái cái mắt nhìn cũng như là cái ừ. cái cái sự quan tâm của người xem. Yeah. Cách dạy nhà, có dụ như những bộ phim mà nó đã có cái gì đó nó trigger mình rồi thì mình sẽ mình sẽ lấy ra ví dụ như là bộ phim chị chị em em uh, mà anh làm đi thì, thì hoàn toàn anh không có chân hết mặt những viên đó uh -huh. anh chỉ có hai diễn viên chính đã. và thậm, uh -huh. thậm chí hai bạn nó cũng không có chụp là kiểu lợi mặt nữa. Uh -huh. anh có không một có cái đợi. version là bịt mắt là thì uh -huh. yeah. thì tại vì anh phát hiện ra là bộ phim nó có cái tính uh, erotic filler uh, nói chung uh -huh. là cái thể loại nếu mà mà đào sâu vô thì mình còn có cái những cái những cái kinh nghiệm mà bắt tích từ thể loại nữa. Ví dụ ừ. như là phim uh, thriller, phim việt ngôn nói chung thì nó có bao nhiêu loại thriller nó ừ. hoặc là ừ. phim ma, phim horror thì nó có ừ. bao thể bao nhiêu cách để mình có thể triển khai một cái một cái thể loại phim horror ra ừ. thành một cái cái ạ thì mình nghiên cứu mình research thì nó sẽ có một số cái thứ mà mình có thể mình mình học hỏi và mình rút kinh nghiệm được. Ừ. Khi mà nói đến uh, những cái bộ phim của Việt Nam, một trong những cái mùa mà em thấy là thu hoạch được nhiều nhất á, là cái mùa Tết. Ừ. À, vậy thì khi mà anh làm những cái bộ phim mà trúng mùa Tết á, thì nó có bị chi phối với những cái ý tưởng như là phải màu đỏ nè, ừ. phải pháo hoa, phải rực ừ. rỡ, phải vui tươi, phải ừ. gia đình thì nó có bị chi phối bởi những cái như vậy trong sáng tạo không ạ? À, thật ra là có nha em, có nghĩa là uh, luôn luôn khách hàng họ sẽ có một cái request. Hmm. Uh, và request của khách hàng thì thì nếu mà họ đưa ra một cái idea mà gọi là uh, sáng tạo hay ho luôn thì là họ đâu cần tới mình. dạ yeah. là họ đưa ra một cái hiệu như là họ muốn cái poster của họ chiếu vào ngày Tết thì nó phải có bông mai, nó phải có uh, uh, cầu liễn, nó phải có tất cả những cái material liên quan tới Tết thì thật ra là mình nghe cái đó là mình nếu là một bạn designer hoặc là một một cái người mình làm ạc mà hơi bội vàng thì sẽ rất là khó chịu và ừ. ngay lập tức sẽ định hình cái 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 order nó rất là sến sẩm rất là quê mùa đúng không? cho ừ. ra là mình chỉ nên tiếp nhận cái cái cần sơn thôi rồi cái solution nên nên, nên đi ra từ phía mình vấn đề bạn cảm thấy khó chịu là do bạn đang tiếp nhận luôn cái solution mà người ta đang suggest cho mình là tôi muốn hoa đào hoa mai. Ừ. trừ khi nào mà khách hàng gọi là đặc biệt yêu cầu hoa đào hoa mai cho cái tết thì mình coi như bó tay rồi. khách yeah. hàng hàng quá yêu mến cái bông mai thì mình cho bông mai thôi chứ tí sao giờ. tuy nhiên khi mình phân tích cái, cái order đó thì ở đây họ muốn cái tết element mình trong cái poster chứ họ không phải là đặc biệt thích cái bông đào hoa mai tới như vậy. Ừ. nhưng mà đối với họ thì họ associate hoa đào hoa mai với tết nên là giờ biết sao giờ nhưng mà thường thì anh 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 tiếp nhận cái order và anh tìm cái cách nào anh đưa, anh trả cái, cái order đó nhưng mà anh vẫn cảm thấy bi. ví dụ như là cái cua lợi vừa bầu, bầu là một cái poster tết anh chứng hành đóng nhưng mà anh đâu có hoa bà đào hoa mai đâu anh thay bằng một cái bữa tiệc một cái uh, đó hoặc là cái phim Vua uh, quy Đại Náo đi thì nó cũng là một cái phim nó chiếu sau tết thì nó cũng là cái không khí đám cưới rồi uh, cổng lá dừa rồi các thể loại pháo hoa thì thật ra nó nó cũng ra cái không khí tết nhưng mà nó né được nó dạ. né được cái hoa đào hoa mai hoặc là câu liễn tại vì nó là đám cưới dạ. à, thì thì thật ra là mình mình có cái cách để mình mình rắc cái đề đó mà mình vẫn vẫn gọi là cảm thấy thỏa mãn cái cái tính sáng tạo của mình chứ không phải lúc nào mình cũng phải đi theo cái on cái gì cái mình làm theo mà mình chơi cái đó xấu thì anh nghĩ cái đó nó hơi nó hơi lazy gì nó hơi không có được sáng tạo lắm dạ. ừ. Cái, cái này thì em sẽ hiểu về về mặt tâm lý của khách hàng thôi ừ. ờ, khách hàng đơn giản là họ muốn chắc chắn là cái, cái thành phẩm của họ cái người <laughs> nhận đó, người ta hiểu được cho nên nhiều khi là người ta cũng cố bỏ ừ. vô càng cụ thể càng tốt ừ. thì cái hay của anh hiếu là em nghĩ là anh tiếp nhận cái đó nó không có định kiến ừ. có nghĩa là mình nhìn là ok đây là một cái yêu cầu ừ. thì tôi coi thử cái yêu cầu đó nó như thế nào thì em nghĩ cái đó là một cái uh, khá là hay mà không phải là bạn làm sáng tạo nào cũng có thể làm được cái chuyện mà xử lý những cái order khó của khách nó cũng là một cái một cái rất là popular trong chuyện mình làm bất cứ cái dịch vụ nào đó nếu mà mình đứng ở vai trò mình là khách hàng thì dạ. mình thử một lần mình đứng vai trò khách hàng đi mình thử đi may cái quần cái áo mình thử đi uh, uh, đặt một cái gì đó nào là mình thấy mình sửa cũng nát bét cái cái sản phẩm của người ta chứ không phải là đơn giản gì có nghĩa là mình đang đứng ở cái vị trí là mình là cái người uh, order đặt hàng và mình luôn muốn cái sản phẩm của mình nó tốt và đúng cái cái mong muốn của mình thì thật ra khách hàng người ta cũng vậy mà người ta anh nghĩ là nếu mà khách hàng mà mà gọi là chuyên nghiệp và maxen á thì họ không có muốn đưa ra solution đâu ừ. họ muốn nhận được cái solution hơn là họ đưa ra cái solution chẳng ừ. qua là họ không biết nói với mình sao thôi ừ. thì họ không biết là uh, anh ơi có cái cách nào anh đưa cái yếu tố tết vô trong cái poster được không thì họ không biết họ không diễn tả được mà họ nói ở uh, có cách nào đưa cái bông mai bông đào vô cho em không ừ. nhưng mà ý là họ hỏi mình vậy là họ biết là không đẹp rồi, ừ. nên họ mới hỏi mình là có cách nào không. thì thì mình nếu mà mình là cái người mà thấu hiểu khách hàng đi, thì mình dạ. mình là một cái người bán, mình cho tư bản chuyên nghiệp đi, <laughs> thì mình sẽ biết được là cái đó là cái cái mong muốn của khách và dạ. mình lại đáp ứng cái đó một cách nó xen nhất có thể. Dạ. À, nãy giờ khi mà anh chia sẻ về cái quá trình mà anh sáng tạo với lại lại kia của phim á ừ. thì anh có nhắc tới vai trò của nhà sản xuất nè, ừ. à, nhà đầu tư nè, ừ. nhưng mà em chưa thấy anh nhắc đến vai trò của đạo diễn. Ừ. Đạo diễn có chi phối vào những cái định hướng về hình ảnh, mỹ thuật ừ. của một cái poster không ạ? À? Tại vì nhiều khi là anh anh lôi cái thôi ra thì cái đó là cái từ từ cái sáng tạo của anh và cái cách anh nghĩ cách anh đặt để ừ. nhưng mà nhiều khi đạo diễn không thích vậy anh có gặp trường hợp nào vậy chưa? Anh cũng có gặp trường hợp vậy rồi. Thì lúc đó là mình <laughs> mình negotiate, mình uh, trao đổi, mình yeah. hiểu coi là đạo diễn họ không họ không happy, họ không hài lòng là vì lý do cái gì tại vì mình cũng phải đầu tiên là mình tôn trọng cái người uh, cha đẻ của cái sản phẩm là đạo diễn. Uh, uh, tiếp theo nữa khi mà trao đổi nó không có dẫn tới cái sự đồng thuận thì anh nghĩ là mình nên mình nên to be fair mình nên chia cái 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 việc đó ra để ừ. mình coi gọi là ai nên quyết cái gì thì thật ừ. ra anh không biết cái gọi là những cái quy trình khác của những cái những cái project khác nó như thế nào nhưng mà thường mà project mà anh nhận được à, nếu mà liên quan tới nhà phát hành đó, thì cái việc mà phát hành phim và quảng cáo phim và bán phim nó nó là việc của nhà phát hành chứ ừ. nó không phải là việc của nhà sản xuất ừ. nên là mình quay lại cái scope của giống như là trong công ty vậy đó mỗi lần có cái lộn thì mình quay lại cái cái scoop work cái cái, cái lại mình cái JD đi để mình coi cái việc đó của ai thì nếu mà xảy ra một cái tranh luận hay là cái gì nó không có dẫn tới đồng thuận thì anh nghĩ cái đó mình trả lại cho nhà sản xuất nhà phát hành thôi yeah. nghĩa là bây giờ ok bây giờ bạn biết tôi a nhưng mà giờ đạo diễn muốn b thôi thay hai anh chị nói chuyện với nhau đi nhà yeah. tôi ở ngồi đây tôi đợi anh uh, uống ly cà phê đợi anh chị nói chuyện không, tôi làm tiếp cái đó là cái cách làm việc gọi là tập trung vào chuyên môn của anh, yeah. anh không có tốn quá nhiều năng lượng cho chuyện emotional hoặc là cái chuyện ở yeah. mình giữa các bên. Ừ. Anh cũng nghĩ là đó là một lý do mà anh từ uh, từ designer lên app lên CD lên thép creative. Uh, là anh có cái cái sự tính toán, cái sự sắp xếp <laughs> và cái uh, cái series trước khi anh làm một cái gì anh tính nó lên kỹ. Tức là nếu mà anh đã nhận làm cái cái job đó với nhà sản xuất đó hoặc là nhà phát hành đó thì anh phải rất là hiểu cái cái khách hàng của anh là gì và anh đưa ra rất tất cả những cái phương án và những cái rủi ro nó có thể xảy ra và anh đã cho mọi người put on the table để mọi người discuss và mọi người uh, aware trước tất cả các, các tình huống đó rồi thì uh, anh sẽ rất là hạn chế mà không không cảm thấy thoải mái khi làm việc trong một cái môi trường mà quá nhiều sự giằng co trao đổi bàn tán Ừ. tại vì anh thích làm việc trong trong một cái tâm thế là mọi thứ nó đã, đã được align và sắp xếp hết rồi ừ. à, theo anh thì thì mình nên chuyên nghiệp như vậy thì cái cái không gian sáng tạo của mình nó sẽ thông thoáng hơn ông có nghe một cái từ anh hiếu cứ hay nhắc đi nhắc lại là anh là một người khá là chiêu ờ, nhưng mà em lại thấy rằng là cái đó nó liên quan tới một cái gọi là chuyên nghiệp trong công việc đó, là ai làm việc nấy người đó nên làm tốt việc của mình và và mình mình phải trong cái phạm vi của mình mình phải làm tốt nhất còn những cái việc khác thì người khác có thể làm trong một cái cái dây chuyền vậy thì với uh, phim ảnh với điện ảnh mà khá là mới trong cái uh, gọi là trong cái thị trường của mình đó thì cái tính chuyên nghiệp đó thì anh anh thấy nó uh, nó có nó nó có chỉ có ở anh thôi hay là uh, nhiều cái nó vẫn chưa chuyên nghiệp ạ à? thì làm thế nào để mình có thể làm với một cái ekip mà đủ chuyên nghiệp để ra một cái thành phẩm tốt nhất. Tại đâu phải lúc nào anh cũng có thể làm được với ekip chuyên nghiệp đúng không ạ? Được một cái may mắn là mình uh, mười mấy năm mình làm việc trong một cái môi trường nó cũng tạm gọi là chuyên nghiệp nó cũng khá là, là bài bản uh, là chưa làm cái môi trường ngoài cáo sáng tạo. Thì mình có mình quen với cái cách làm đó rồi. Thì mình mình sẽ có cái demand là mình sẽ muốn đem cái process đó cho tất cả công việc mình làm thì anh vẫn làm cái chuyện đó tại vì anh thì anh không làm được trong những cái cái cái, cái môi trường mà nó messy quá nó rối ren quá là mình không có mình không có suy nghĩ được nói nói dạ. chung là tại sao anh chọn cái con đường nó chiêu trôi là tại vì đầu óc mình nó không có được minh ti tát lắm em tự nhiên là tại một điểm mình có chỉ thể nghĩ được một chuyện thôi à, nên là mình chọn cho mình cái cách làm việc nó tạm gọi là à, rảnh rang để mình có thể tập trung vô cái điểm mạnh của mình là nghĩ Uh, ra những cái idea cũng như là cái cách giải quyết cái vấn đề tại cái thời điểm đó thôi còn những cái ừ. thứ xung quanh thì thì mình sắp xếp trước có nghĩa là cái sự chuyên nghiệp ở đây nó nó nằm ở bản thân mình là chính nên là ừ. mình, mình muốn mình không phải đối mặt với những cái uh, rối ren messi thì mình hãy sắp xếp nó trước đi ví dụ như mình tức là mình có yeah. một cái một cái một cái fitting wardrobe trước À, khi mà nhà sản xuất đưa cho mình thì mình lựa ra những cái bộ bộ đồ mình thấy ok đi yeah. rồi mình feedback với nhà sản xuất là cái cái đồ còn lại nó bị cái vấn đề gì mình nên ừ. là à, mình sắp xếp trước cái đó thì khi mà ra xét thì rõ này mình không phải gặp cái chuyện đó nữa ừ. ra xét là mình dụ như mình thấy cô diễn viên đó là cũng mặc đúng cái bộ mình đã chỉ ý hoặc ừ. là à, giờ giấc cũng vậy là mình sắp xếp mình biết được là mình phải chụp cái này là mình chụp riêng từng cái diễn viên thì mình đừng đợi 10 diễn viên đến cùng lúc người ta sẽ la ó lên thì tất nhiên nó ảnh hưởng tới cái cái không khí làm việc của đoàn thì mình ừ. hãy sắp xếp cái chuyện đó cho nó chuyên nghiệp nhưng mà nếu mà gặp phải những cái nhà sản xuất hay là ekip mà nó có cái cách làm việc khác mình đi thì anh sẽ chọn cái cách là mình sẽ từ chối cái dạ. cái cái chóp đó để nó tránh cái rủi ro là nó xảy ra những cái thứ nó escalate lên nó nó serious hơn. Ví dụ như là uh, làm ra cái thứ mà không có happy ừ lẫn nhau, ví dụ như uh, ép quá thì một cái bạn ví dụ như là một cái bạn người ta muốn một cái poster của người ta thật là sôi thật đi chẳng hạn thật là uh, màu mỡ để có thể bán được. Mình lại vô mình đưa ra một cái hướng nó quá là artistic nó 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 lô kỳ quá hay sao đó thì thật ra ừ. là mình muốn protect cái hướng của mình người ta cũng muốn cái hướng của người ta thật ra nó không có điểm chung yeah. hay là nó mãi mãi không có giao nhau thì để làm gì vậy yeah. thì thường những cái mà gọi là không thuộc về nhau vậy thì anh sẽ tìm một cái cách nào mà nice nhất để anh nói là mình chúng ta không thuộc về nhau ừ. ở trong cái môi trường sáng tạo nói chung và trong cái sáng tạo nói riêng đặc biệt là đối với thị trường phim ảnh mà ở việt nam thì khá là mới thì nó có một cái uh, thuật ngữ mà theo em thấy là mình uh, mình hay làm rất là nhiều nó là một cái practice đó chính là văn hóa reference uh, nghĩa rằng là khi mà mình định làm một cái gì đó mình định trình bày một cái gì đó thì thường là mình sẽ trình bày cái reference trước có nghĩa là cái hình mẫu một cái kiểu tôi sẽ làm như thế này thế này thì nó lại có một cái hiện tượng trong cái văn hóa reference này là nhiều khi là sao y bản chính ừ. thì anh thấy là cái này nó có xảy ra với lại riêng trong phim ảnh không ạ? Ừ. Anh nghĩ là nó có xảy ra <laughs> vì anh cũng đôi lần thấy rồi nhưng mà anh nghĩ là cái cái hành động reference đó, cái 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 action cái việc reference nó là cái chuyện mình làm không biết từ bao giờ và rất lâu rồi chứ ừ. không phải chỉ trong lĩnh vực của quảng cáo không ừ. anh nghĩ là tất cả những cái diễn đạt trình bày nào của con người mà muốn dễ hiểu thì thường là mình reference phải có mẫu đúng giống như anh nói chuyện với em mà anh muốn ví dụ cái gì anh sẽ lấy cái ví dụ đó ví dụ như cái ừ. cái tên lúc nãy hay là những cái gì mà anh cảm thấy là uh, mọi người khó hình dung thì anh sẽ dùng cái reference ừ. thì thật ra cái reference nó là đối với anh nó không phải là văn hóa gì ghê gớm mà nó là một cái một cái step một cái bước một cái hành động để mình diễn đạt cái ý mình mong muốn ừ. còn cái chuyện mà cái ý mình nó mới là cái quan trọng hoặc là nếu mà dùng preference để nói một cái thứ y chang thì nó có đâu còn là preference nữa lúc đó là uh, anh sẽ làm đi chán này như em thì cái đó nó đâu phải preference còn dụ như anh sẽ làm một cái mới nhưng mà cái mới đó thì em có thể tưởng tượng nó giống giống cái này này hoặc là nó yeah. có cái mút anh tên giống cái này hoặc là anh sẽ làm một cái phần ở trong cái cái sản phẩm này mà cái phần nó giống cái này yeah. thì em sẽ hình dung hơn là là mình nói bình thường là ở cái cái này anh sẽ dùng cái gọi là thủ thuật này hay là cái cách cắt ghép kia hay là ừ. cái cái manip nọ thì ừ. nghe nó rất là khó hình dung và ừ. không có được quay sinh động bằng cái chuyện cái reference yeah. à, quan điểm của anh về về reference thì thật là anh thấy à, anh yeah. nghĩ là cái người mà đã muốn ăn cắt thì thật ra họ không có reference cái 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 Can cái default là cái gì đâu à, thì đó cái đó nếu mà đã gọi là là copy rồi thì nó không phải là reference còn nếu mà đã đã dùng từ reference mà đúng nghĩa thì họ chỉ họ chỉ tham khảo thôi họ chỉ uh, minh họa thôi thì, ừ. thì anh anh thấy cái chuyện đó cũng ok và chúng ta đều làm hàng ngày nên nó thấy ừ. không có gì uh, lên án cái đó hết còn ừ. còn những cái chuyện mà đáng bàn hơn là mình sẽ phải xét vào những cái case cụ thể là cái cái tác phẩm này nó có phải là một cái tác phẩm mà authentic hay không ừ. Ừ. nó có independent khỏi cái cái tác phẩm mà mà nó reference hay không tại sao em lại đặt câu hỏi này là ừ. tại vì uh, mình sẽ thấy là cái nền điện ảnh của mình nó nó cũng mới sôi nổi phát triển trong mấy năm trở lại đây cho nên chính vì vậy kể cả cái lĩnh vực uh, như là làm poster ừ. thì theo em đang hiểu là cái version này nó sẽ là những cái mà trước đó người ta đã làm rồi và mình cái này nó rất là uh, gọi là cùng tên nền mút ừ. để mình có thể làm ừ. thì đâu đó nó sẽ dễ rơi vào một cái hố là tôi làm nó cũng giống y chang cái đó ừ. đặc biệt là bây giờ anh sẽ thấy là trên cộng đồng mạng mọi người rất là thông minh ừ. gần như là có một cái gì đó lên là mọi ừ. người sẽ lấy cái này giống cái kia nè ừ. đó và đặc biệt là gần đây sẽ có những cái poster phim ừ. mà cộng đồng mạng cũng soi ra được là, ừ. là à poster này đâu khác gì cái poster ừ. phim khác ở nước ngoài đâu ừ. thì 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 anh anh nghĩ sao về vấn đề này ạ à, thì nãy anh cũng có chia sẻ một cái ý là đối với những cái sản phẩm mà nó quá giống với cái tác phẩm gốc, quá giống với cái tác phẩm mà mình reference thì đối với anh nó không phải là tham khảo, nó không phải là reference. Còn đối với những cái tác phẩm mà người ta chỉ dùng cái chất liệu, người ta chỉ dùng cái 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 thủ thuật hoặc là đơn giản nó chỉ là, ví dụ như anh làm một cái poster phim mà anh phải quá đông người, thì anh reference bằng cách nào anh sẽ đi tìm coi những cái bộ phim mà người ta cũng đông người như vậy, thì người ta làm theo kiểu nào và mình mình có làm theo cái kiểu đó của người ta được không? Nếu mà mình làm theo cái kiểu đó của người ta thì mình làm cách nào mình khác người ta. Thì thật ra là để vẫn vẫn reference và vẫn uh, authentic, vẫn independent khỏi cái tác phẩm gốc thì anh nghĩ là cái đó nó phụ thuộc vào cái cái độ sáng tạo và cái tính uh, đạo đức nghề nghiệp của cái người làm thôi. nha. Yeah. Uh, thì thật ra lúc mình làm mình sẽ cảm thấy có một số cái ngã rẽ nha yeah. nó dụ như ngã bên đây thì nó sẽ <laughs> không được ở đây nó sẽ quá <laughs> giống người ta <laughs> hoặc là ở cái ngã bên kia cái bên kia thì nó nó không giống người ta nhưng nó lợp luôn cái hướng ban đầu của mình mà nó không ra được cái hướng ban đầu của mình thì mình đi tìm những cái ngã rẽ những cái direction những cái solution nào mà nó dẫn tới cái con đường mà mình cảm thấy là cái này là cái tác phẩm của mình này <laughs> mà mình vẫn có có thể tự hào là mình nói là ở cái tác phẩm này <cười> <cười> mình reference uh, ở đâu đó nha yeah. ừ. yeah. nha có sao đâu tại vì Uh, mọi người có mọi người cũng biết được là uh, có rất là nhiều cái tác phẩm uh, phái sinh tác phẩm phái sinh là tác phẩm dựa trên một cái tác phẩm gốc mà người ta tạo ra một cái tác phẩm mới nó hoàn toàn separate independent khỏi cái the first ừ. thì thì nó gọi là tác phẩm phái sinh nó có thể là tác phẩm văn học nó có thể là tác phẩm báo chí nó có thể là tác phẩm uh, mỹ thuật ừ. mọi người sợ trên mạng cái bộ mona lisa của uh, mai trung thứ thì, thì, thì nó là một bộ phái sinh À, dựa dạ. trên cái tác phẩm gốc Mona Lisa nhìn ừ. vô mình sẽ thấy được đó là một tác phẩm độc lập là nó dạ. có cái tính sáng tạo riêng nó có cái thủ pháp nó có cái khu thẩm mỹ nó có cái trường phái riêng của cái tác phẩm đó nó chỉ dựa trên cái cái chất liệu cái cái inspiration của cái tác phẩm gốc thôi nha dạ. em nghĩ trong sáng tạo thì nó sẽ là mình làm một cái thời gian thì nó cũng sẽ hơi bị bào mò một tí ừ. thì anh trong suốt hơn cả chục năm làng nghề thì anh anh có thấy anh bị bào mòn và bị lối mòn không trong cái quá trình mình làm á mòn nhiều chứ em <laughs> cái gì bào nó nhiều nó cũng sẽ mòn chứ thì mình làm lâu thì nó sẽ gọi là cái gì mình làm quen quá đó là dạ. mình sẽ hơi gọi là mình mình làm ngày qua nào ngày này qua ngày khác và mình master cái chuyện đó Nên nhiều khi mình không có mình không có nhiều cái uh, ấp ủ và kỳ vọng và cũng như là một chút lo sợ về cái chuyện là mình có làm cái chuyện đó được không thì thật ra những cái những cái công việc mà mình làm lâu năm nó sẽ làm cho mình có một chút hơi chững lại về cái, cái 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 sự khao khát và tham vọng trong nghề. Chứ còn thật ra thì cái cái quality cũng như là cái chất lượng của những cái những cái work mình đưa ra thì nó vẫn nó vẫn standard thì thôi nhưng mà cái lửa đam mê thì nó cũng có hơi bập bùng lúc ừ. lúc than trầm dạ. lúc lên lúc xuống dạ. thật ra là anh nghĩ là mình không cần phải hồi phục ừ. Ừ. hồi phục có nghĩa là quay lại cái thời trước đúng không mình không dạ, cần phải quay cháy rừng đợt từ không, không cần không cần <laughs> lúc nào mình cũng phải bùng cháy dạ. ừ. có nghĩa là cái thời trẻ của mình bùng cháy rồi là nó hợp lý rồi dạ. đó là thời thời điểm đó mình cháy nó hợp lý rồi thì mình không cần phải quay lại cái thời bùng cháy đó nữa mình cháy âm ỉ cũng được, yeah. mà miễn là mình đừng tắt là được à? Như là mình <laughs> mình vẫn cháy là mình vẫn có cái có cái giá trị, có cái value tất nhiên là mỗi cái giai đoạn không phải là ngày xưa anh cháy bùng, ý là cái thời tuổi trẻ nó cháy bùng là bây giờ mình cháy lưu riêu là mình đang đi xuống. Mỗi giai đoạn nó cần cái 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 nhiệt khác nhau, cái lửa đam mê khác nhau. Nhiều khi bây giờ cháy bùng quá nó cháy luôn. Bây giờ nhiều khi nó cần cái sự lưu riêu âm ỉ để mình mm. quan sát, để mình trải nghiệm, để mình khám phá ra những cái thứ khác mà nó 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 nó, nó mo ra là cái chuyện cứ làm cái gì phải mới hoài ừ. uh, khác lạ hoài nhiều khi mình cần cái thứ gì nó nó sâu sắc và nó trầm tĩnh hơn thì sao vừa rồi chúng ta đã có một cái phần trò chuyện rất là thú vị với anh Hiếu Võ uh, trong cái ngành sáng tạo đặc biệt là sáng tạo trong lĩnh vực phim ảnh làm poster phim thì không biết là anh Hiếu có một cái lời khuyên hay một cái lời chia sẻ nào cho các bạn đang trên cái con đường uh, làm về sáng tạo hay không ạ? Hãy gọi là tin vào cái bản năng và cái khả năng của mình. Nên là khi mà các bạn cảm thấy các bạn có khả năng sáng tạo và thậm chí là giống như anh là chỉ có thể làm sáng tạo thôi Tại vì tất cả các bộ môn khác đều dở Thì mình hãy mạnh mẽ để mình Bước tiếp trên con đường đó Và go with the flow để mình có Có thể Cuộc đời nó ngẫu nhiên nó sắp đặt cho mình Vào đúng những cái cơ hội Cũng như là đúng những cái hành trình mà mình mình có thể đi và mình có thể chạm được đến những cái công việc cũng như là các cơ hội các trải nghiệm công việc mà mình mong muốn ừ. thì mình cũng không biết được là cái cái lựa chọn nào cái công việc nào nó sẽ dắt mình được đi đến cái con đường mà mình muốn thì mình cứ đi thôi. Nha. Yeah. rồi cái sự ngẫu nhiên của cuộc đời nó sẽ sắp xếp cho mình à, bên cạnh đó thì các mẹ cũng phải trau dồi nghĩa mà... là mình mình nếu mà mình cảm thấy là mình làm mình chỉ có thể làm được sáng tạo thôi á thì mình nên làm người sáng tạo giỏi. chứ yeah. còn ví dụ như là nói là tôi chỉ có thể múa được thôi nhưng tôi múa rất xấu là không được rồi. nghĩa là nếu mà bạn chỉ có thể làm được một công việc hoặc là tại vì công việc sáng tạo nó là công việc khá là đặc thù, thật ra là mình cũng phải có một cái sự tìm hiểu và kiến thức nhất định cũng như là có một chút năng khiếu thì mình thì mình mới làm được. nên là khi mà mình đã có năng khiếu rồi cũng như là mình à, đã được vũ trụ sắp đặt cho một cái cơ hội rồi thì mình hãy mình hãy hết mình với nó mình hãy tìm hiểu mình hãy trải nghiệm có nghĩa là cái cái công việc sáng tạo nó đòi họ sự trải nghiệm chứ còn thật ra mọi người cũng thấy trên, ở việt nam nó cũng ít cái trường lớp nào mà dạy mình sáng tạo hoặc là yeah. một cái công việc nào mà nó kêu là à, chỉ cho mình như thế nào là sáng tạo không ai không có anh đi làm công ty quảng cáo nào mà chỉ cho mình biết một cái tvc như thế nào cho nó sáng tạo hết thì cái đó nó phụ thuộc vào cái trải nghiệm cái trải nghiệm và cái kiến thức kiến thức là những cái thứ mình học được, trải nghiệm là những cái thứ mình thấy, mình ừ. nghe, mình nhìn thấy, mình mình cảm thấy trên 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 cái cái hành trình của mình thì mình có thể đưa nó vô à, mấy bạn trẻ hay rất là hay ham học hỏi theo một cái theo chuyện là phải đi học mới được hoặc là à, bây giờ em muốn à, làm à, cái công việc như anh hoặc là em muốn làm cái công việc như bạn em bạn kia thì em phải học cái việc đó đâu. Thật ra là nhiều khi cái chuyện đó, nó 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 chỉ, nó nó là trải nghiệm nó không có trường lớp nào Nhưng mà anh cũng không có đi qua một cái trường lớp nào dạy làm poster phim hay là hay là dạy làm ạc hết nhưng mà nó nó là cái đúc kết hành trình của mình dụ như coi phim nếu mà thích làm phim thì coi phim nhiều vô đó nếu mà thích quảng cáo thì coi quảng cáo nhiều vô à, đi gọi là nhúng mình vô tất cả những cái môi trường nào mà nó có cái công việc mà mình yêu thích thì anh nghĩ nó sẽ somehow nó sẽ nó sẽ đưa bạn đến thành công hay không thì anh không biết nhưng mà nó sẽ đưa đến các bạn đến một cái một cái điểm mà các bạn có thể uh, có thể trải nghiệm cái chuyện mà mình đang làm một cách uh, full feel nhất có thể. Dạ, uh, cảm ơn anh ạ. Em cũng xin đại diện cho khán giả của Advertising Việt Nam và gửi lời chúc đến anh Hiếu là sẽ sớm uh, có ra mắt cái bộ phim mà anh đang uh, có cái dự định uh, ừ. và sẽ thấy được cái vai trò của anh trong uh, ở cái cái lĩnh vực phim ảnh mà như anh đang mong muốn. Dạ, yeah, xin cảm ơn anh ạ. À, cảm ơn long cũng như là advertising Việt Nam cũng đã cho anh có cơ hội để có thể trò chuyện và cũng như chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như trải nghiệm của mình trong quá trình làm nghề. Dạ. Yeah. À, xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại.